Cô chào các em. Hôm nay cô cùng các em ôn một số nội dung của môn tin học 6. Nội dung ôn tập bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa. Các em sẽ ôn về cách chèn hình ảnh và văn bản, cách thay đổi kích thước hình ảnh, cách thay đổi bố trí hình ảnh. Bài 20: Các em ôn lại cách tạo bảng, thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng, cách chèn thêm hàng hoặc cột, cách xóa hàng, cột. Chúng ta cùng bắt đầu ôn tập. Bài 1. Gõ văn bản, trình bày văn bản và chèn hình ảnh để minh họa. Các em quan sát thì chúng ta thấy ở đây có màu chữ là màu đỏ, chữ đậm, căn giữa. Và chúng ta thấy có hình ảnh minh họa chèn ở bên phải của văn bản. Vậy thì cách thực hiện như thế nào? Thì đầu tiên các em phải gõ nội dung của văn bản. Sau khi gõ xong, các em định dạng. Ví dụ che xanh, căn giữa, chữ đậm, màu chữ màu đỏ. Tiếp theo là các em chèn hình ảnh. Ta nháy chuột và giải lệnh Insert, chọn Picture. Và chúng ta chọn cái nơi mà lưu hình ảnh, ví dụ như của cô là My Picture. Nháy chuột lên hình ảnh muốn chèn và nháy vào chữ Insert. Vậy thì tại sao hình ảnh của cô lại ở vị trí này? À, đó là do con trỏ soạn thảo đặt ở vị trí nào thì hình ảnh sẽ chèn tại vị trí đó. Vậy hình ảnh đã giống theo yêu cầu của đề bài chưa? Ở bên phải hay không? À, chúng ta chưa thấy là chưa giống. Vậy chúng ta thực hiện bằng cách nào? Các em quan sát. Đầu tiên cô sẽ nháy chuột lên hình ảnh. Sau đó cô nhấp phải chuột, chọn từ Group Text. Và trong từ Group Text này chúng ta thấy có rất nhiều cách lựa chọn bố trí hình ảnh. Ví dụ như bố trí ở sau của văn bản. Và ở đây thì cô bố trí là trên của văn bản, hình ảnh trên văn bản. Sau đó cô nhấn vào hình ảnh và cô kéo rê thả chuột ở vị trí mà cô muốn. Sau đó cô thay đổi kích thước của hình ảnh bằng cách cô nhấp chuột lên hình ảnh sao cho là xuất hiện các ô vuông nhỏ này. Cô đưa con trỏ chuột đến các ô vuông nhỏ sao cho thành mũi tên hai chiều. Cô kéo thả chuột. Hoặc cô để, cô di chuyển con trỏ chuột đến phía góc thành mũi tên hai chiều. Cô kéo thả. Như vậy là cô đã thay đổi kích thước của hình ảnh. Và ngoài ra thì các em cũng có thể chèn thêm một số biểu tượng có sẵn ở trong máy. Chúng ta cũng vào Insert và chọn từ Sharp. Trong đây có rất nhiều các biểu tượng khác nhau, tùy theo mục đích của mình để mình có thể chèn cái biểu tượng nó phù hợp với cái nội dung của văn bản. Ở đây cô ví dụ như cô chèn mũi tên, cô nháy chuột vào đó. Sau đó cô ấn chuột ra phía ngoài, kéo thả chuột. Như vậy là cô được mũi tên. Tiếp theo, bài 2. Các em ôn về cách tạo bảng. Các em quan sát trong bảng này, chúng ta thấy có mấy hàng và mấy cột. À, chúng ta thấy có 4 cột và 10 hàng. Vậy thì cách thực hiện như sau. Chúng ta vào Insert, chọn Table. Thông thường là chúng ta hay rê con trỏ chuột để chọn số hàng và số cột. Nhưng mà số hàng số cột đây có giới hạn. Nếu mà số hàng số cột nhiều quá thì chúng ta không thể thực hiện theo cách này được. Nên chúng ta sẽ nháy vào Insert Table. Chúng ta gõ số cột và số hàng.
Ví dụ 4 cột gõ số 4, 10 hàng gõ số 10. Ok. Tiếp theo là các em sẽ gõ nội dung vào trong bảng. Ở đây cô sẽ copy cho nó nhanh. Ctrl C nè. Nhấp chuột Ctrl V. Sau khi các em gõ nội dung rồi thì chúng ta thay đổi độ rộng của cột và độ cao của hàng sao cho hợp lý. Thì ở đây chúng ta thấy cột số thứ tự nó hơi rộng, chúng ta để con trỏ chuột vào cái đường biên thành mũi tên hai chiều, chúng ta kéo để chúng ta thay đổi độ rộng của cột sao cho là hợp lý. Hoặc chúng ta cũng thể thay đổi độ cao của hàng bằng cách chúng ta cũng đưa con trỏ chuột vào đường biên thành mũi tên hai chiều, chúng ta kéo xuống hoặc là kéo lên. Ngoài ra thì các em cũng có thể xóa hàng, xóa cột, xóa bảng bằng cách chúng ta nháy vào một ô bất kỳ trong bảng để hiện lên cái chữ Table Tool, nháy chuột vào chữ Layout. Ví dụ cô xóa cột, ví dụ như cột số thứ tự, cô đưa con trỏ chuột nháy vào ô cột số thứ tự và cô chọn vào chữ Delete Column là cô đã xóa cột số thứ tự. Mình muốn trở lại cái thao tác trước đó thì các em nháy vào cái nút quay lại. Ngoài ra chúng ta có thể xóa hàng, xóa bảng. Chúng ta cũng có thể chèn thêm cột. Ví dụ cô muốn chèn thêm một cột trước cột địa chỉ thì cô nháy chuột vào một ô bất kỳ trong cột địa chỉ, cô chọn vào Insert Left, hoặc cô có thể chèn thêm cột ở bên phải của cột địa chỉ, Insert Right, hoặc cô có thể chèn thêm hàng. Ví dụ cô muốn chèn thêm một hàng ở phía trên của cái hàng có chữ Phạm Phương Anh, cô nháy chuột vào chữ Insert Above đó, hoặc chèn một hàng phía dưới Insert Below. Cô xóa cái cột trống này đi, xóa, nháy chuột vào cái cột cần xóa, một ô của cột cần xóa, chúng ta chọn Delete và Delete Column, thay đổi độ rộng của cột địa chỉ, xóa một hàng, Delete Row, thay đổi độ rộng. Như vậy là cô đã vừa ôn lại cho các em về cách tạo bảng, xóa hàng, xóa cột, xóa bảng, chèn hàng, chèn cột. Vậy thì với các kiến thức vừa các em vừa ôn tập thì các em có thể vận dụng được vào trong cuộc sống cũng như trong học tập. Ví dụ các em có thể tạo một văn bản mà có các hình ảnh để minh họa. Các em cũng có thể chúc mừng sinh nhật bạn bằng cách chúng ta tạo một cái thiệp chúc mừng sinh nhật. Sau đó các em có thể chụp lại để gửi cho bạn qua mạng, qua Zalo hoặc Facebook, vân vân. Hoặc các em cũng có thể tạo nhãn vở cho riêng mình. Ngoài ra thì đối với cách tạo bảng thì các em có thể tạo một danh mục sách. Danh sách các nhân viên bán hàng. Đối với ví dụ như nhà mình có cửa hàng, có nhân viên bán hàng thì mình có thể tạo cái danh sách nhân viên bán hàng.
Hoặc các em có thể tạo một cái thời khóa biểu, lịch học, lịch chơi cho riêng mình. Cô ví dụ đây là một cái thời khóa biểu của một bạn. Vậy thì cô hy vọng rằng qua cái bài ôn tập hôm nay, các em có thể giúp ích cho các em về việc học tập cũng như là việc giải trí cũng như các công việc trong cuộc sống. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến, chào tất cả các em.